Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp. Chủ đề chính là vấn đề cung cấp cho Nga những đảm bảo an ninh lâu dài, được đảm bảo về mặt pháp lý. Tổng thống Putin nhấn mạnh, phía Nga sẽ nghiên cứu kỹ các văn bản trả lời nhận được từ Mỹ và NATO cho các dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh, sau đó sẽ quyết định các hành động tiếp theo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ về căng thẳng hiện nay trong quan hệ Nga và phương Tây. Trong đó, Tổng thống Pháp khẳng định đã nhận được cam kết từ người đồng cấp Nga về việc sẽ tiếp tục các nỗ lực đối thoại và không có ý định tấn công Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh rằng các phản ứng của Mỹ và NATO đã không tính đến các yêu cầu cơ bản của Nga, như NATO không được mở rộng thêm về phía đông và không triển khai các hệ thống vũ khí tấn công gần biên giới với Nga, cũng như đưa tiềm lực quân sự và cơ sở hạ tầng của khối ở châu Âu trở lại vị trí năm 1997. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, Mỹ và các đồng minh đã phớt lờ một số vấn đề quan trọng, họ sẽ tuân theo nguyên tắc như thế nào, được ghi trong các tài liệu cơ bản của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và Nga-NATO. Theo đó, không nước nào được tăng cường an ninh bằng cái giá an ninh của các quốc gia khác. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, việc Washington áp đặt một gói trừng phạt mới đối với Nga sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ giữa Mỹ và Nga. Đối với lời đe dọa trừng phạt, phía Mỹ đã được thông báo, kể cả trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, rằng gói trừng phạt đó đi kèm với việc ngắt kết nối hoàn toàn các hệ thống tài chính và kinh tế do phương Tây kiểm soát sẽ tương đương với việc cắt đứt quan hệ. Đồng thời, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý phương Tây cần hiểu rằng việc đưa ra các biện pháp trừng phạt này không phù hợp với lợi ích của bất cứ nước nào. Trước đó, một nhóm nghị sĩ Đảng Dân Chủ do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez dẫn đầu đã giới thiệu dự luật mang tên Đạo luật bảo vệ chủ quyền Ukraine năm 2022 lên Thượng viện Mỹ. Dự thảo luật đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga, Thủ tướng Chính phủ, những người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng, lực lượng vũ trang và các lãnh đạo khác của quân đội. Ngoài ra, các biện pháp hạn chế có thể ảnh hưởng đến đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2. Chuyển sang phần tin quốc tế. Nga vừa thông báo cấm nhiều quan chức Liên minh châu Âu-EU nhập cảnh để trả đũa những hạn chế do Bruxelles áp đặt đối với Moscow. Theo đó, Nga đưa vào danh sách đen lãnh đạo một số công ty quân sự tư nhân của châu Âu, một số thành viên của các cơ quan an ninh, các nghị sĩ EU và nhiều quan chức khác. Nga cho rằng những người này có trách nhiệm trong việc thúc đẩy các chính sách chống Nga. Đáp lại, Ủy ban châu Âu-EC cho biết quyết định này thiếu cơ sở và minh bạch về mặt pháp lý và sẽ đáp trả một cách thích hợp. Cùng với đó, EU cũng cho rằng Nga tiếp tục leo thang bầu không khí căng thẳng ở châu Âu thay vì góp phần làm giảm nhiệt. Trước đó, Washington cũng yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga rời Mỹ trong năm nay. Vương quốc Bỉ không chỉ là trái tim của châu Âu mà còn nổi tiếng bởi những bộ truyện tranh đặc sắc. Đây cũng là cảm hứng để giới chức Bỉ phát hành mẫu hộ chiếu mới với những hình minh họa được lấy từ thế giới truyện tranh. Từ ngày 7 tháng 2 tới đây, mẫu hộ chiếu mới sẽ được cung cấp cho công dân Bỉ. Thiết kế của cuốn hộ chiếu dành cho chuyến du lịch nước ngoài được minh họa bằng những nhân vật trong các tác phẩm truyện tranh nổi tiếng của Bỉ. Bên cạnh đó, mẫu mới cũng có nhiều tính năng bảo mật gấp đôi so với cuốn hộ chiếu hiện tại. Thiết kế của mẫu hộ chiếu mới đại diện cho đất nước nghệ thuật và văn hóa với sự kết hợp của tài năng chuyên môn, sự khiêm tốn và hài hước. Hộ chiếu Bỉ là một trong những hộ chiếu tuyệt vời nhất, là niềm tự hào của chúng tôi, nhưng cũng là thứ bị làm giả nhiều nhất. Đây cũng là lý do chúng tôi không ngừng làm việc để cải thiện tính bảo mật. Hộ chiếu do chính quyền Bỉ cấp được coi là một trong những hộ chiếu an toàn nhất trên thế giới. Bỉ đứng ở vị trí thứ 5 trong tổng số 90 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Hộ chiếu mới này thậm chí còn an toàn hơn với 48 yếu tố bảo mật, thay vì 24 yếu tố bảo mật trong các hộ chiếu hiện tại. Do đó, các vùng dữ liệu cá nhân được nhân lên trên các trang khác nhau của hộ chiếu để tránh việc làm giả. Ảnh của người mang hộ chiếu trên trang dữ liệu được tạo thành từ nhiều lỗ thủng, các góc đâm thủng khác nhau để làm cho việc giả mạo trở nên khó khăn hơn. Các yếu tố hoạt hình có trong các trang của hộ chiếu cũng bao gồm các yếu tố an ninh. Hộ chiếu mới có 34 trang trong phiên bản thông thường, nhiều hơn 2 trang so với hiện tại. Cuốn dành cho du khách thường xuyên thì có 66 trang. Hộ chiếu có giá trị trong vòng 7 năm và 5 năm đối với trẻ vị thành niên. Trước cuộc khủng hoảng COVID-19, Bỉ đã cấp trung bình từ 550.000 đến 650.000 hộ chiếu mỗi năm cho công dân của mình. Năm ngoái, 550 hồ sơ gian lận đã được mở, trong đó 15 hồ sơ được chuyển đến cơ quan công tố. Việc đổi mới thiết kế hộ chiếu và sửa đổi các yếu tố bảo mật sẽ góp phần giảm thiểu số trường hợp làm giả. Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC đã đề nghị các cơ sở y tế cộng đồng trên cả nước nâng cao khả năng phát hiện sớm những ca mắc COVID-19 trong bối cảnh nhu cầu đi lại trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân và về quê ăn Tết, hay còn gọi là xuân vận, tăng cao.
Theo NHC, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gây sức ép cho công tác phòng chống dịch COVID-19 dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Cơ quan này đã đề nghị các chính quyền địa phương ban hành hướng dẫn cho các trung tâm y tế cơ sở các cấp tăng cường quản lý và báo cáo càng sớm càng tốt các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm trong bệnh viện. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đến nay Trung Quốc đại lục xác nhận hơn 100.000 ca mắc và 4.636 ca tử vong. Ở những người trưởng thành đã hoàn thành liều cơ bản của một trong ba loại vaccine ngừa COVID-19 được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA cấp phép lưu hành hoặc là phê duyệt sử dụng khẩn cấp, việc tiêm mũi tăng cường bằng bất kỳ loại vaccine nào trong số này đều đảm bảo an toàn và đáp ứng miễn dịch. Đây là kết quả thử nghiệm lâm sàng sơ bộ được công bố trên tạp chí y học New England. Phát hiện trên là cơ sở để FDA Mỹ và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ hồi mùa thu năm ngoái đưa ra khuyến nghị về việc cho phép tiêm chéo mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Tức là có thể tiêm mũi tăng cường bằng vaccine khác loại với liều cơ bản. Hiện các nhà nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Dự kiến kết quả sẽ được công bố trong vài tháng tới. Các nhà khoa học cho biết là một con hàu có thể lọc sạch hơn 200 lít nước mỗi ngày và chúng đóng vai trò to lớn trong việc giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm, loại bỏ những hóa chất độc hại giúp các sinh vật biển khác phát triển. Tuy nhiên, số lượng loài hàu đang sụt giảm nghiêm trọng và một nhà bảo tồn trẻ ở Anh đang nỗ lực cứu loài hàu bản địa khỏi nguy cơ tuyệt chủng ở các bờ biển tại quốc gia này. Loài hàu đang trên đà tuyệt chủng quanh bờ biển của nước Anh. Chúng tôi thích gọi hàu như một siêu anh hùng nhỏ bé của biển cả, mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng chúng có thể tạo ra những thay đổi lớn trong môi trường biển của chúng ta. Nhà bảo tồn Celine Gamble đang cố gắng khôi phục dân số đang suy giảm của loài hàu, đồng thời tự làm sạch các khu vực ven biển của Vương quốc Anh. Hàu bản địa ở châu Âu đã giảm 95% trong 150 năm qua, đó là do đánh bắt quá mức, ô nhiễm mất môi trường sống và dịch bệnh. Vì vậy, hiện giờ số lượng hàu đã giảm thực sự. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục trở lại loài này. Nhà động vật 27 tuổi này quản lý dự án bảo vệ hàu, chỉ nuôi gần 4.000 con hàu bản địa trong các vườn ươm được thiết kế đặc biệt. Những con hàu được treo lơ lửng bên dưới các cầu phao tại 3 địa điểm khắp Vương quốc Anh để khuyến khích chúng sinh sản hàng triệu con hàu con vào đại dương. Một con hàu có thể lọc được 200 lít nước mỗi ngày, vì vậy số lượng hàu để phục hồi như chúng tôi hy vọng cũng sẽ có thể giúp tạo ra một hệ sinh thái, có thể cải thiện mạnh mẽ nhất lượng nước ven biển và khi lọc nước, chúng cũng có thể loại bỏ các hóa chất. Niềm đam mê của Celine với động vật có vỏ bắt đầu khi chị học lặn để nghiên cứu về bảo tồn và đa dạng sinh học. Dự án bảo vệ hàu đến nay đã được 3 năm và đã lắp đặt tổng cộng 141 vườn ươm dưới các cầu cảng ở khắp xứ Wales. Nghiên cứu mới của Hà Lan về sự di chuyển của khủng long phát hiện rằng tốc độ di chuyển của khủng long bạo chúa không hề nhanh như thường thấy trên phim ảnh. Loài khủng long ăn thịt khổng lồ từ kỷ phấn trắng này thậm chí còn chậm hơn so với mức người ta từng nghĩ trước đó và rất có thể chỉ ngang với tốc độ người đi bộ. Tốc độ của khủng long bạo chúa T-Rex không hề nhanh hơn bạn tưởng. Theo các nhà nghiên cứu người Hà Lan, chúng có thể chỉ di chuyển được với tốc độ tương tự như con người. Họ đang nghiên cứu sự chuyển động trước đuôi độc đáo của loài khủng long ăn thịt khổng lồ từ kỷ phấn trắng này bằng mô hình 3D. Nếu bạn quan tâm đến tốc độ đi bộ, thì chỉ ước tính tần số bước là không đủ. Bạn cũng cần biết mỗi bước chân của chúng cách nhau bao xa. Nói cách khác, bạn cần phải biết độ dài khoảng cách mỗi bước. Chúng tôi đã ước tính độ dài các bước chân kia của chúng bằng cách dựa vào bản hóa thạch đường đi của một con khủng long bạo chúa nhỏ hơn và phóng to tương đương với kích thước của một con khủng long. Tiếp theo, nếu bạn nhân khoảng cách bước chân với số bước chân, bạn sẽ nhận được kết quả là tốc độ đi bộ chỉ nhanh hơn 4,5 km một giờ một chút. Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science ước tính, trong khoảng thời gian vài triệu năm, có khoảng 2,5 tỷ con khủng long T-Rex từng sống trên hành tinh của chúng ta, con số thậm chí còn lên đến 42 tỷ do đây chỉ là tính toán tương đối. Đảo Sip, đảo quốc nằm ở phần phía đông của biển Địa Trung Hải, không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn được biết đến với một loại thực phẩm nổi tiếng, đó là phô mai halloumi. Đối với người dân đảo Sip, halloumi không chỉ là phô mai, nó là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của đất nước. Những người nông dân gọi nó là vàng trắng vì loại phô mai này đã đóng góp hơn 270 triệu đô la vào nền kinh tế quốc gia. Phô mai halloumi được gọi theo tiếng Hy Lạp là loại phô mai đặc trưng và nổi tiếng nhất của đảo Sip.
Phô mai này có liên quan đến loại phô mai ngâm muối của khu vực Trung Đông và phô mai bán cứng của vùng Địa Trung Hải. Phô mai halloumi hiện diện trong các bữa ăn hàng ngày của người dân quốc đảo Ship. Lúc đầu, phô mai halloumi được những người chăn thả gia súc nơi đây chế biến từ sữa dê và cừu. Ngày nay, một số trang trại ở Ship vẫn sản xuất loại phô mai này theo phương pháp truyền thống. Chính điều đó đã giúp đảm bảo được hương vị của phô mai halloumi. Ship là một trong ba hòn đảo lớn nhất của khu vực Địa Trung Hải. Vào khoảng năm 300 trước Công Nguyên, sau khi một lượng lớn khoáng sản đồng được tìm thấy ở đây, Ship bắt đầu bước vào thời kỳ chiến tranh liên miên và nằm dưới sự cai trị của những đế quốc hùng mạnh như Hy Lạp, La Mã, Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh. Mặc dù trải qua nhiều biến cố và bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng phô mai, loại thực phẩm truyền thống của Ship vẫn giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng, trong đó loại nổi tiếng nhất là phô mai halloumi. Những năm gần đây, nhiều nước cố làm nhái sản phẩm của chúng tôi, vì thế với giấy chứng nhận mà chúng tôi nhận được sẽ giúp ích rất nhiều. Người dân Ship chủ yếu chế biến hai loại phô mai, đó là phô mai halloumi và phô mai Yanali. Loại này rất thích hợp sử dụng ở những nơi có khí hậu nóng vì nó không cần trữ trong tủ lạnh. Người dân thường treo phô mai ở những nơi có không khí thoáng mát để chúng được khô ráo. Bên ngoài các loại phô mai này, người ta phết thêm một lớp dầu. Nhờ vậy, phô mai có thể được sử dụng trong thời gian rất dài. Sau khi chế biến phô mai halloumi, người ta dùng nồi nước thừa đã vớt một lần váng sữa để làm phô mai Yanali, loại phô mai tươi và mềm mịn. Ngày nay, hầu hết phô mai halloumi đều được cho vào túi ép chân không, còn cách ủ phô mai trong thùng nước muối dường như chẳng còn ai sử dụng. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Khu chợ hoa tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đang bắt đầu vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Các loại hoa được bày bán rất nhiều và tạo nên không gian đa sắc màu, mang không khí Tết đến rất gần với người dân nơi đây. Những cành hoa đầy màu sắc rực rỡ đã làm không khí lạnh giá của mùa đông dường như ấm áp hơn. Rất nhiều người dân Trung Quốc đã bắt đầu tìm kiếm các cây hoa để trang trí cho nhà cửa nhân dịp Tết Nguyên đán đang sắp đến gần. Những cành dương liễu màu đỏ này tượng trưng cho sự may mắn trong 2 năm tới. Tôi cũng muốn mua thêm một số cây tre may mắn và thêm một cây mai. Vào dịp Tết, các loài hoa có màu sắc tươi tắn và có mùi thơm nhẹ được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Hoa la kèn có mùi thơm nhẹ và tượng trưng cho hạnh phúc đôi lứa nên được khách hàng rất ưa chuộng và có doanh thu cao. Hoa hồng đỏ cũng được nhiều người mua vì có màu đỏ may mắn. Mùa đông hoa nở cũng được lâu hơn, vì thế mọi người cũng thích chơi hoa. Những giỏ hoa già cũng được nhiều người chọn mua vì chúng được coi là những giỏ tài lộc. Với màu đỏ làm chủ đạo, những chiếc giỏ được trang trí bằng cành liễu bạc, phong bao lì xì hay mèo thần tài thể hiện mong ước nhiều tiền, nhiều của trong năm mới. Những hình ảnh rực rỡ từ chợ hoa Quảng Tây Trung Quốc cũng đã khép lại bản tin Thế giới nghiêng ngày hôm nay của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.